để nghiên cứu về thâm niên công tác của nhân viên ở một công ty lớn. Người ta khảo sát thâm niên của 100 nhân viên được chọn ngẫu nhiên trong một công ty. A. Hãy tính giá trị trung bình mẫu và giá trị độ lệch chuẩn mẫu. B. Giả sử thâm niên công tác của nhân viên công ty trên là biến ngẫu nhiên x có kỳ vọng là 12 năm và độ lệch chuẩn là 3 năm. Lấy mẫu cỡ 100, tính xác suất trung bình mẫu nhận giá trị lớn hơn 12,5. Rồi, thầy cảm ơn em. Thì chỗ này là cái bảng thâm niên công tác tính tròn năm. Thì ở đây em thấy là tính tròn năm thì nó từ 5 đến 7 năm. Cái này là kiểu dữ liệu phân lớp đó các em, dữ liệu phân lớp. Nhưng mà tại sao chúng ta ở đây chúng ta thấy là hai cái đầu bút này nè, từ 5 đến 7 rồi cái điểm giới hạn trên của cái lớp đầu. À, cái lớp này là từ 5 đến 7 nè. Điểm giới hạn trên của cái lớp đầu là 7 nè, nó không trùng với cái điểm giới hạn dưới. Nó không trùng với cái điểm giới hạn dưới của cái lớp kế tiếp là tại sao? À, lý do là ở đây đó thầy quên nói với các em là đối với cái biến mà liên tục đó, biến liên tục đó, thì cái điểm mà giới hạn trên của cái lớp trước nó sẽ trùng với cái điểm giới hạn dưới của lớp sau, cái lớp kế tiếp đó. Đó là biến liên tục ha. Còn đối với cái biến rời rạc như chỗ này nè, chỗ này là nếu mà mình tính tròn năm thì nó là cái số rời rạc rồi, thì cái điểm giới hạn trên của cái lớp trước nó sẽ không trùng với cái điểm giới hạn dưới của cái lớp sau. Cho nên em thấy chỗ này là số 7 và chỗ này là số 8 nữa. Nó không có trùng nè, phải không? Đây, thì đây nếu như cái thâm niên công tác mà mình tính tròn năm thì nó là biến rời rạc. Còn nếu mà mình tính là nó chính xác từ phút giây này kia luôn đó, thì nó lại là biến liên tục. Các em lưu ý tùy theo cái đơn vị mình tính. Thế thì ngay chỗ này đó thì các em thấy là mình muốn tính cái giá trị trung bình mẫu và độ lệch chuẩn mẫu đó, thì các em phải ghi cái giá trị đại diện của nó ra. Đúng chưa? Ghi giá trị đại diện ra. Thì đây. Lấy màu tím. Thì bây giờ tính giá trị đại diện của từng lớp nè các em. Dù giá trị đại diện của lớp này là từ 5 đến 7, lấy giá trị chính giữa nó là 6. Đúng chưa? 6. Ở này là từ 8 đến 10 thì giá trị chính giữa nó là 9. Rồi từ 10 đến 13 thì giá trị chính giữa nó là 12 nè. Từ 14 đến 16 lấy giá trị chính giữa nó là 15. Và từ 10, 17 đến 19 thì lấy giá trị chính giữa nó là 18. Rồi sau khi mình ghi cái giá trị đại diện của nó rồi, đó là mình sẽ tính cái chế độ menu 61 không? Là mình nhập giá trị đại diện vô. Đây là 6 nè. 9 nè. 12. 18. Nó có 5 lớp rồi tất cả đúng tần số sửa là nè, tần số ở chỗ này cái lớp này là 8 nè, 8. Cái này là 21. Rồi 36. Rồi 25. 10. Okay. Rồi, sau khi mình nhập dữ liệu xong mà bấm AC, bấm AC rồi mới tính nha. Xanh nè, mũi tên xuống nè. Số 2, số 1. 12,24, 12,24, ít ngang là 12,24 không? Rồi bấm option, mũi tên xuống, số 2, số 5. Là giá trị độ lệch chuẩn mẫu không? Rồi. Rồi mình show cái kết quả lên coi đúng không nha.
Gọi ít là biến ngẫu nhiên chỉ thâm niên công tác của nhân viên công ty trên. Thì từ dữ liệu mình sẽ tính được là giá trị trung bình mẫu là 12,24, là 12,24 ha. Và giá trị độ lệch chuẩn mẫu. Giá trị độ lệch chuẩn mẫu là 3,27. 3,2664. Cái này mình làm tròn 4 chữ số đi. 2664. Đó là mình xong câu A đó nha, xong câu A. Ha. Thế bây giờ câu B là nó kêu là biến ít là biến ngẫu nhiên có kỳ vọng 12 và độ lệch chuẩn là 3. Nếu lấy cỡ 100 thì tính xác suất để trung bình mẫu nó nhỏ hơn 12,5. Nhỏ hơn 12,5. Thì lưu ý là ở đây là yêu cầu của câu B á, câu B là nó yêu cầu là tính về đây tính xác suất là ít ngang nè. Nhỏ hơn 12,5. Đúng không? Tính xác suất ít ngang nhỏ 12,5. Và từ dữ liệu trên đây là mình lấy mình thấy là ít ngang của gà nó nhỏ 12,5. Cái này là mình lấy trên mẫu cụ thể ha. Thì cái điều này nó nói là giả sử là mình lấy mẫu lại, lấy mẫu cụ thể lại thì tính xác suất để cái trung bình mẫu này nó nhỏ hơn 12,5. Thì ở đây mình áp dụng cái định lý giới hạn trung tâm nha. Chỗ này cỡ mẫu N khá lớn nè. Định lý giới hạn trung tâm của mình lúc nãy là cái gì? Định lý số 2 này nha. Xin lỗi, định lý số 3 này. Tức là mình sẽ sử dụng cái thằng này, cái z nè, nó có phân phối chuẩn chuẩn tắc n01. Có luật phân phối chuẩn 01. Thì bây giờ là mình sẽ đưa cái xác suất này về dạng gì, xác suất này về dạng là xác suất để mà cái z này nó nhỏ hơn bao nhiêu. Thì cái ít ngang này nó nếu mà mình trừ cho mi không thì cái z của mình thì nó bằng là ít ngang là trừ cho mi chia cho sigma nhân căn n, đúng không? Sigma ở đây mình bằng 3 thì cái z này nó sẽ bằng 12,5 trừ cho mi chia sigma nhân căn n. Và cái thằng z này lúc này nó sẽ có phân phối chuẩn 0,1. Đấy, cái này mình phát thảo nháp thôi. Vì do cái thằng z này nó có phân phối chuẩn 0,1 cho nên là cái này nó sẽ bằng phi của gì đây, phi của 12,5 trừ mi chia sigma nhân căn n, phi của số này. Nhưng mà em lưu ý cái số này là nó ra nhiêu, chữ phi này mình viết lại nè, 12,5 mi ở đây là độ lịch chuẩn của ít, xin lỗi, cái kỳ vọng của ít là 12, thì chỗ này là 12 và chia cho sigma, sigma ở đây bằng 3 nhân căn n thì căn của 100. Căn của 100 là 10 phải không? Chỗ này ra 0,5 nè, 0,5 nhân 10 là 5, phi của 5/3. Thì đáp án của bài này là phi của 5/3. Đấy, thì chiếu cái lời giải lên cho các anh xem. Thì theo định lý giới hạn trung tâm thì chúng ta sẽ có là z nè bằng ít ngang trừ mi chia sigma căn n này nó có luật phân phối chuẩn 0,1. Thì xác suất để cái thằng này nhận giá trị lớn hơn 12,5. Ủa, này lớn hơn hả? Xin lỗi, cái này là nó kêu tính xác suất lớn hơn, tính nhầm, tính nhỏ hơn. Nhỏ hơn. À, bây giờ đi tính xác suất nhỏ hơn, tính nhầm. Xác suất lớn hơn thì mình cũng làm tương tự thôi.
mà đây nó sẽ bằng cái công thức là 1 trừ phi à. Thì ở đây là cả hai vế của cái bất đẳng thức này nè, các em nhớ em lưu ý cái chỗ cái bất đẳng thức là x ngang trừ cho 12,5, x ngang trừ 12,5, em nhớ cái này cho thầy này. Từ cái bất này đó là em cả hai vế em trừ cho mi hết, hay trừ cho 20 hết nè. Rồi cái em mới chia cho sigma hết luôn nè. Không thì khi mà mình trừ hai vế bất đẳng thức cho cùng một một số thì bất đẳng thức nó không không có đổi chiều đúng không? Mình chia cho hoặc là nhân cho số dương thì bất đẳng thức cũng không đổi chiều luôn. Đấy. Cho nên là ở đây là cái biến cố bên này nó sẽ tương đương với cái biến cố bên đây. Tương đương là bằng đó, hai biến cố bằng nhau thì xác suất nó sẽ bằng nhau. Đúng không? Nhưng mà ở đây đó thì 12,5 trừ mi, mi ở đây của mình là bao nhiêu em? Mi của mình là bằng 12 nè ha. Mi của mình 12. Mi 12. Vậy thì cái này 12,5 trừ 12 là 0,5. Sigma là nó cho bằng 3 nè. Sigma bằng 3 nè. Rồi căn n, n bằng 100 nè. N ở trong trong câu B chứ không phải là câu A nha. Đấy. Có trường hợp là nó câu B với câu A nó khác nhau. Rồi mình tính ra cái số này thì nó ra là 1,667, tức là 5/3 đúng không? 5/3. Và bây giờ mình cái này nó có hai cách làm, tới đây là có hai cách làm. Cách thứ nhất là mình sẽ tra cái bảng. Không, tra cái bảng. Thì cái bảng của mình đó là cái thầy lấy cái bảng này ra. Thì để tra bảng đó thì em phải làm tròn hai chỉ số thập phân. Chỗ này nếu mà tra bảng thì em phải làm tròn hai chỉ số thập phân, tức là nó còn lại là 1,67 thôi. Tức là phi của 1,67. Nếu mà làm tròn thế này. Mình sẽ tra cái bảng này. Cái bảng số 2 á. Bảng số 2. Thì 1,67 là 1,6 nè. Cái cột mà có số 7 kia chiếu xuống là nó ra là 0,9525. À, 1,67. 0,9525. Thì cái này nó sẽ ra là 1 trừ 0,9525 nếu mà mình tra bảng. Thì là 1 trừ 0,9525. À, ra là 0,0475. Tuy nhiên thì ở đây thì lấy kết quả bằng cách bấm máy. Bấm máy thì mình không làm tròn thế này, mình làm tròn 4 chữ số luôn. Làm tròn 4 chữ số thì lúc này là lưu ý cái máy tính của mình khi trong cái chế độ là chỗ này là thống kê một biến nè. Thấy không? Trong chế độ thống kê một biến thì em bấm option mũi tên xuống nè, chọn số 4 rồi bấm số 1. Đó thì đó là 1,6667. Bấm vô. Đó thì nó ra kết quả này. Đây là 9522 chứ 225 nè. Và mình lấy 1 trừ nó đi. Thì nó ra là 0,0478. Thì ở đây thầy lấy sẽ lấy kết quả theo kiểu bấm máy ha. Lấy theo kết quả theo kiểu bấm máy. Đó là cái câu số 2. Rồi, chúng ta có cần trao đổi gì thì nói ha. Thầy ơi, à, hỏi đi em. Dạ, cái phân phối chuẩn là mình lấy công thức ở bên trong trong cuốn sách thầy điền là hệ quả 1 hay là mình lấy phân phối chuẩn của ở chương 3 thầy? Phân phối chuẩn của chương 3 cũng được em. Dạ. À, nhưng mà nó có hai cách là nếu mà mình tra bảng thì mình làm tròn hai chỉ số mình tra bảng, còn nếu mình bấm máy thì
nó có nhiêu mình bấm nhiêu luôn. Thì cái phân phối chuẩn là ở đây là phân phối chuẩn tắc đó nha. Thì trong giáo trình thầy điền là chỗ chương 3 nè, chỗ phân phối chuẩn tắc rồi. Đây, phân phối cái này là phân phối chuẩn nè. Đây này là phân phối chuẩn tắc nè. Phân phối chuẩn tắc ha. Thì cái hàm mật độ nó là hàm phi, hàm Gauss đó. Hàm phân phối chuẩn nó là ở đây là thầy liền gọi là hàm Laplace nè. Tuy nhiên thì cái hàm Laplace thì nó chỗ này là tích phân nó từ 0 đến Z thì mới gọi là hàm Laplace cái. Nó có nhầm lẫn chứ. Thì cái hàm phi này cũng cũng là cái hàm phi lớn rồi ha, phi lớn rồi mới là hàm cái bảng số 2 đó, mình tra đó, mình tra ngay bảng số 2. Cái này là mình sẽ suy ra được cái công thức của nó nè. Công thức này, cái này là yêu cầu các em phải bổ sung thêm đó. Thì cái giáo trình này là thầy Điền làm cái kiểu là giáo trình mở, tức là có những cái phần để cho các em điền số vô, điền cái giá trị vô. Thì cái bảng số 2 là chỗ này thì Điền cũng có giới thiệu cho các em về bảng số 2 này đúng không? Đó, bây giờ em tính mấy cái tính xác suất này là cái việc sử dụng cái bảng số 2 hết nè. Nếu không thì bấm máy ha. Đó. Ví dụ như là xác suất là để mà z nhỏ hơn 2 nè. Nhỏ hơn 2 tức là mình tính nó bằng là phi 2 đó các em. Phi 2 đúng không? Phi 2 thì ở đây cái bảng số 2 phi 2 là chỗ nào? Phi 2 là 0,9772 nè. Đúng không? Rồi chỗ này rồi chỗ này là xác suất z lớn hơn 2. Lớn hơn 2 thì nó sẽ bằng 1 trừ phi 2 các em. 1 trừ phi 2. Đó, để thầy mở cái dạng viết vô cho các em thấy. Thì đây chỗ này em thấy là cái phi 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 2. Thì cái này nếu mà em tra bảng thì nó sẽ bằng là 1 trừ cho phi của 2. Đúng không? Đấy. Là do z là biến ngẫu nhiên liên tục cho nên là xác suất để mà nhét z nó nhận một cái giá trị cụ thể nào đó thì lúc nào nó cũng bằng nhiêu, bằng không, và chỗ này bằng không nè. Và chỗ này mà nếu mà em bấm máy tính đó, thì nó sẽ là gì đây, một trừ ấp xanh mũi tên xuống số 4 số 1 bấm số 2 vô nha. Đó thì ra kết quả này. Còn chỗ này đó, chỗ này đó là nếu mà em tính theo kiểu bấm máy thì em tính trực tiếp là phi của trừ 2 luôn. Còn nếu mà em tra bảng thì nó phi của trừ 2 thì nó lại bằng 1 trừ phi 2. Thì kết quả giống ở trên đây. Đó. Đó. Thì em thấy là xác suất mà z nó nhỏ hơn trừ 2 nó sẽ bằng xác suất z lớn 2 đúng không? Thì ở đây là do cái hàm phân phối chuẩn nó như thế này các em. Như thế này. Chỗ này là số 2 nè. Xác suất mà z lớn hơn 2 là chỗ này. Còn cái này là trừ 2 nè, trừ 2 nằm đây. Thì xác suất z nó nhỏ hơn trừ 2 cũng là chỗ này. 0,0228. Là tính chất của phân phối chuẩn nè. Rồi chúng ta còn trao đổi gì thêm bài này không ạ? Dạ thầy ơi, em muốn hỏi là cái cách trình bày này mình không có ghi tường tận ra giống gì được không? Là mình hết công thức vô, mình bằng 1 trừ phi luôn được không thầy? Ở đâu mà tự nhiên xác suất z lớn hơn 12,5 rồi bằng 1 trừ phi 1,667. Tức Không, là không ý có cái em bước, là ý của em là không có cái bước trung gian này hả? Không có bước trung gian này được dạ không? mình
mình khỏi ghi được không? Mình ghi là một trừ phi, rồi mình lấy cái phi ở trong là bằng cái 12,5 trừ cho cái mi chia cho sigma nhân với căn n. Tức là một trừ phi của đó hả? Được em, được được, nhưng mà mình bỏ cái bước thứ hai này phải không? Bỏ chỗ cho Dạ. bằng thứ hai này được nè, bỏ chỗ cho bằng thứ hai này được, nhưng mà phải là một trừ phi của cái số này ha. Với lại là ở trên đây em phải ghi là z là nó có phân phối này nè, không z này có phân phối này, tức là mình phải ghi z nó có phân phối chuẩn 0,1 là theo định lý giới hạn trung tâm đó. Ở đây là tính xác suất z x ngang lớn 12,5 thì nó sẽ bằng xác suất z nó lớn hơn con số này mới tới bằng 1 trừ phi này được chứ. Không. Cái này em thấy nó hơi khó khăn hả? Trình bày theo kiểu này nó hơi khó khăn, chỗ này mình ghi chữ z luôn cũng được. Cái này ghi chữ z này. Xác suất là x ngang là bằng lớn hơn cái này, nó bằng xác suất là z lớn hơn cái này. Xác suất z hơn, mà z nó có phân phối chuẩn 0,1 phải không? Nó mới bằng là thì chỗ này cái phi này mình khỏi trình bày cái phi này cũng được, cái xác suất này cũng được. Rồi mình trình bày bằng này. Số này đem qua ha. Ý em nói là gì phải không? Đó. Được chưa? Như thế này cũng được hay gì đâu. Như thế này thì mình phải tính thêm cái số ở trong cái dấu ngoặc này thêm cái nữa. Hoặc là mình bấm máy tính trực tiếp luôn cũng được nữa, đúng không? Bấm máy tính trực tiếp luôn. Là 1 trừ nè. 4 1. Cái số trong đây là mình cứ lấy là 12,5 trừ cho 12, mi là 12 phải không? Rồi nhân cho căn của n, tức là căn của 100, căn 100 là 10 à. Rồi bây giờ là chia lại cho sigma là chia cho 3 rồi, bấm cái ngoặc lại. Ra kết quả không? Tính trực tiếp luôn cũng được ha. Rồi chúng ta còn trao đổi gì không ạ? Mục đích của chúng ta là chỗ bài này là mình vận dụng cái định lý giới hạn trung tâm với em. Đấy không? Cho nên là em phải ghi cái này ra. Em phải ghi cái này ra mới được.